Tại sao mà để trong địa bàn mình có nội gián vậy? Vậy thì làm sao tao làm ăn đi? Vũ ca qua nhà anh Hắc Long để tìm mối làm ăn hả? Em qua đây là để thăm hỏi anh Hắc Long, muốn chia cho anh Hắc Long 25% lợi nhuận. Nhưng mà thằng Tài Lửa nó lừa họ tới 40%. Tao ăn ít nhưng tao sống dai. Mày còn nhỏ lắm. Anh em chết đói hết hả? Nó là chuyện của Lễ. Mày là cái thằng chết đầu tiên đó. Hai thằng bay đi giết Hắc Long rồi giá quả cho Phượng Hoàng. Mày bớt lại mày, em đi lẻ giờ không đi bộ. Dạ tụi em đi nhà Hắc Long hướng bên kia mà. Còn hướng bên đây là địa bàn của chị Phương Hoa. Hai đứa mày biến ghê đi. Ghê để tao lo. Không có là sao Phượng Hoàng biết đường đi nước bước của mình? Em lấy mạng mình ra đảm bảo là không có nói gian. Thôi bay nha. Dạ. Ừ, hẹn gặp lại. Thôi. Thôi. Dạ. Ôi, nhìn mày. Chào anh chim cút em về. Chào chị chim sẻ em về. Chim hòa mi nha mày.